Dạ hello, em xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em được ly xả cho lên review ổi nha các bạn. Các bạn ơi, ổi có ly xả đó, cái cây này là kinh không. Hồi năm rồi có một trái thôi mà năm nay mấy chục trái luôn các bạn, rất là nhiều luôn. Thì trước khi hôm nay là ly xả sẽ cho hai ly xả, chị Hai cảm ơn cưng nha. Ly dạ, xả đang mấy sách chị gỡ. Cây này là cây kinh không, còn cây kế tiếp nữa là cây crystal, rồi cây thứ ba nữa là cây ruby Việt Nam hả cưng. dạ Năm nay bữa nay là mình review ba loại với trái ổi nữ hoàng luôn các bạn. Rồi bây giờ trước khi em hái đó, thì em quay lại cái cây ổi kinh không này cho các bạn coi nha. Cái cưng quá chừng luôn các bạn ơi. Ly xà nuôi ổi rất giỏi cho nên là tháng 3 năm sau thì mình sẽ quay trở lại đây để mình coi ly xà cắt tỉa cây ổi với bón phân cho gốc cây để mình làm theo ly xà nha các bạn. Mình thấy ly xà trồng ổi là rất là giỏi luôn, cho nên là mình để năm sau mình lên mình quay clip rồi mình chia sẻ với các bạn cùng làm với mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay video lại cho các bạn coi ổi của ly xà nè. Đây nè các bạn, ổi kinh không á, mà thường thường mình kiếm vài trái thôi mà cây ổi của ly xà nè các bạn. Trái này ha, ngay chân chỗ này. Qua đây coi nè. Cái này là bữa nay là hai mươi mấy tháng 8 mà mình nghĩ cái này cuối tháng 9 nữa là nó còn bự dữ nữa đó. Lisa đang xách gỗ à. Hai chị. Hai cưng, chị cảm ơn cưng nha Lisa. Dạ, Cảm ơn nhiều luôn chào á. chị. Lên trên vườn của Lisa được ngắm ổi đẹp rồi học hỏi luôn các bạn. Ngay chân chỗ này coi nè. Ngay chân chỗ này là năm trái bự luôn. Cái cây này nó không có cao nha các bạn, cái cây này nó chừng chừng 4 feet thôi à. Ngay chân chỗ này nè, chị cắt nó xuống thì nó không có cao. Cưng chia mỗi năm luôn hen. Lâu lâu là cưng lặt hoài luôn á ha, cưng thấy cái ngọn nó lên là cưng lặt. Thấy mê hết sức rồi. Cái chùm chỗ này 2 4 6 trái, trên đây 2 trái nữa nè, 8 trái. Ngay chân chỗ này là 10 trái kìa, mé sau này 2 trái nữa là 10 trái luôn. Ôi ôi. Ôi quá trời luôn. Ôi cái trái này nó bự quá cưng ơi. Dạ, xíu nữa ôi coi hái. Nè. Trái này chắc chưa, mình hái trái kia. Đây nè, chùm nè, 4 trái nè. Thấy hàm. 6 trái luôn nè, chùm này 6 thấy trái. Hàm quá trời luôn ha. Mê quá trời quá đất. Thì xà trồng ổi giỏi thiệt. Cái trái hồi năm rồi mấy chị em mình hái đó các bạn là cái trái bự hơn lon nước ngọt đó. Năm nay nó mang nhiều quá, nó không bự bằng hồi năm ngoái nhưng mà nó rất là nhiều. Mình nghĩ chắc năm nay nắng quá nó cũng chín sớm ha Lisa ha, chứ chị nghĩ mà tới tháng 9 là nó cũng bự lắm á. Bây giờ mới có tháng 9 là nó sẽ nhiều. Bây giờ bữa nay là 27 tháng 8 rồi không ạ. Vậy là mình bữa nay mình hái cái trái này là sớm 4 tuần rồi. Yeah. Cái trái sẽ còn lớn nữa. Còn lớn nữa. Mê dễ sợ luôn. Đúng là nó cái tên của nó giống như là cái trái của nó giống như cái tên của nó. Vậy là bữa nay mình hái trái này hả cưng? Bữa nay hả? Chị nghĩ hái trái này hả? Trái này chị nghĩ nó màu vàng rồi nè Lisa, cưng cắt đi Lisa. Cái này đi, cái này nè. Cái nào cưng? Cái đó nó còn non đấy chị. Cái này hả cưng? Dạ. Ok, hôm nay đi xài sẽ cắt trái này review cho các bạn coi coi nó ngon như thế nào nha. Rồi cưng cắt đi. Kinh con cưng quá. Nhìn ở đây mà cái trái này thấy cưng này. Cái này cắt được chưa? Cái màu đó chị thấy được rồi đó. Rồi. Bữa nay đi xài sẽ cắt hai trái. Đẹp quá, sao đẹp luôn. Bây giờ Lisa đang đếm cái cây kinh con này nó bao nhiêu trái nha các bạn. Ô 47 đây cái này. 47 luôn. Mà chị kiếm á, nhớ chị kiếm. Chiếc bữa hổm mấy trái cho nó nữa. Đó, ngay dân chỗ này trái này là 47 trái nha các bạn, cái cây kinh con 47 trái. Cưng dễ sợ luôn. Mê. Mê cái chùm này nè. Đây là cây ruby Việt Nam. Trời ơi thấy cưng dễ sợ. Ruby màu đỏ luôn. Đây, hôm nay Lisa sẽ review trái này nha các bạn. Em cắt luôn đi Lisa. Dạ. Em cắt trái này. Coi nè.
Rồi 47 trái ổi, một cây 47 trái. Giỏi hay các bạn ha, cho nên mình cần phải học hỏi để chia sẻ. Ngon lắm các bạn. Này bị dậy sau cắt. Cần bẻ đi, bẻ đi khỏi cắt. Em phải cắt ngay chỗ này đi, để hai trái này lại nè. Ừ. Nên hai nạn dính chung mất cùi chưa. Cái ổi này cái giống ổi này nó ngộ luôn các bạn. Nó có nhiều xíp lên, nó dính vậy là cái trái này mình bẻ là nó phải dính luôn hai trái kia rồi. Trời cái trái ổi gì mà lạ không các bạn. Cái này nó mọc á, đáng lý là nó mọc ở trong cái thân này ở trên đây mà ngộ lắm, cái này nó dính vô trong hai, dính vô trong trái ổi luôn các bạn ơi, cái này đúng là lạ thiệt luôn á. Nè. Hai cái trái này nó dính vô trong cái trái bự này luôn. Lạ, rất lạ. Mà cái cây này nó có nhiều xếp lắm, hai trái cũng có nè. Mà đa số thì mình thấy cũng có nhiều trái dính chùm ba trái là gì đây nha các bạn. Cái màu này là sắp ăn được hết rồi. Hồi năm rồi mình review á, cái cây ổi này á thì Lisa nhớ là ngày 29 tháng 9 mà bây giờ mới có 27 tháng 8 là mình đã hái được rồi các bạn. Năm nay nắng quá cho nên là ổi chín sớm hơn. Em cắt cái này nha, tại vì cái này mà ái là hai cái này nó ra nó bị hư. À, bây giờ phải cắt gì đây? Tại vì nếu mà mình cắt chỗ này là nó là hai trái nó đi xuống luôn. Hai trái non. Wow. Màu đỏ các bạn ơi, màu hồng đỏ đẹp quá. Giờ mình sẽ qua mình hái trái Fistol ha. Fistol bên này nè. Đây, cây ổi Fistol các bạn. Trái bự dễ sợ luôn rồi coi nè. Bự lắm luôn. Cây này cần đếm nhiều trái gì Lisa? Tại chị mình chiếc á, cho nên nó chiếc rồi mà nó còn nhiêu 2 4 5 6 7. Đây ba trái là 10. 14 15 trái hiện tại ở đây. 15 trái. Đây trái nữa nè. 16 trái. Với em ăn 2 trái dưới đây nữa nè. Vậy là cây ổi này cũng được 20 trái ha. Tại Lisa có vẻ ăn rồi các bạn. Cây ổi này khuyết tồ. Wow. Em mua năm vừa rồi thôi à. Năm vừa rồi á Lisa mua về cái có bông. Có bông xong cái nó bị rụng hay cưng hả? Mùa đông vô á cái nó ăn không kịp. Vậy mà năm nay bao nhiêu trái nữa các bạn? Ngày sinh nhật em mua đó có nhánh xíu à. Hồi năm rồi bích đề của Lisa mà Lisa mua nhỏ xíu mà bây giờ Lisa mình nuôi mới có một năm. Mà bà lớn bao nhiêu trái nè. Cho nên là em có order Lisa rồi, năm sau lên mình sẽ làm clip cho các bạn trồng cây ổi với mình với Lisa nha. Rồi hôm nay cưng sáng hái trái nào? Đẹp quá. Mê dễ sợ. Ok. Nó đẹp rồi nè các bạn. Trái quá đẹp luôn rồi nè. Chùm này 5 trái luôn. Rồi hôm nay Lisa sẽ hái trái bên này nha các bạn. Đẹp hả? Đẹp, trái tròn bự. Quá đã luôn. Để em hai trái gì em chị đem về cho má. Chị cảm ơn cưng. Lisa sẽ tặng cho mẹ mình trái luôn các bạn ơi. Chị cảm ơn Lisa nhiều luôn. Vậy là mẹ bữa nay được ăn ổi hiệu luôn. Đi quay rồi. Còn được mang quà về cho mẹ nữa. Cưng quá. Trái bự 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 thôi. Cảm ơn cưng. Thank you. Cái cây lê này á, Lisa bữa hổm ăn trái rồi ngon quá. Thì bây giờ Lisa cũng cắt một trái vô review luôn các bạn. Cái này cái tên của nó tên gì? Kiefer. 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 Cái lê này tên Kiefer nha các bạn. Ngon lắm. Rồi, cưng cắt trái nào. Lisa nói cái ngon quá, cắt này vô. Đẹp ha. Bây giờ chị nhìn kỹ rồi, cái cây cưng dẫn tỉa kìa. Dạ, em cắt nhỏ nó xuống thôi. Lisa trim nó bằng xuống vậy đây, Lisa nó cho cao các bạn. Rồi, một trái lê nữa. Cái lê này Lisa không có cho nó tùm, Lisa tỉa xuống nhịn cây nó rất là gọn luôn ha các bạn ha. Nè. Trái cái cưng ha. Hoa có Lisa nhìn dễ thương không các bạn. Nè. Hoa giấy đẹp quá. Nó chùm vậy đây nè. Quá đẹp. Cái này kêu là cái lu hoa lan nè. Lu đọt lan. Đọt lan mà Lisa bỏ vào trong cái lu này mà nó ra tốt dễ sợ luôn. Rồi qua đây em thấy Lisa có hàng hiệu ở trong đây nữa nè các bạn. Cái này là của chị Hai cho Lisa ổi
Tàu quan silet nè. Wow, cái ổi này ổi không hạt nữa nè, cái lá nó ngộ quá hen. Ủa tàu quan silet. Cây đẹp quá. Cái cây này là giống như là mới chiếc. Ôi ở đây mình thấy đậu con trái rồi nè. Cái cây này nó được con trái rồi nè Lisa. Tàu quan silet nè. Ôi thấy cưng quá à. Cái cây trái này hiếm nè mà nó còn bông quá chừng luôn. Còn cái này là thái vuông. Ừ, cái cây này là thái vuông. Mấy cái lá này nó giống giống với nhau, chị không phân biệt được. Còn cái cây này là cái cây gì nữa vậy? Silet tàu quan nữa hả? Ồ, tại vì em muốn ghép cây này cho nên em đang ghép. Hiểu rồi. Em đang ghép cái nhánh này không thấy. Cái này em ghép cái khác nè. Hiểu. Em không muốn cắt bỏ cái em ghép đó. Ồ, thấy cưng quá à. Cái này là hàng hiếm nè. Dạ. Mà cái lá nó ngộ quá ha. Cái nào cũng hiếm mà mấy cái lá này chị không nhận ra được nha. Lá này nó bự, nó giống nhau. Cái này phải tưới nước mỗi ngày, không tưới là nó... Mà nó đậu được con trái rồi kìa chị. Hy vọng Lisa ơi, hy vọng hai cái này mà nó đậu được nữa là mừng lắm luôn ha. Hai cái bông này. Cây ổi này của Indonesia, của Lisa nha các bạn. Mùa này mà ra bông quá chừng luôn coi nè. Cái cây của mình ra trễ quá cho nên nó không đậu. Cái cây của Lisa đậu nhiều quá các bạn ơi. Cũng được 4-5 trái. Đây một nè. Này ba nè. Wow. Đây một trái nữa nè. 4-5 trái. 5 trái bự nữa các bạn. Còn trái nhỏ rất là nhiều luôn. Wow. Ôi Lisa nó đang ra bông trên đây nhiều lắm Lisa. Cái ổi Indo nè. Giờ mình sẽ xẻ ổi ra mình ăn nha các bạn. Đây là trái ruby Việt Nam hả? Ruby Việt Nam. Nhìn màu đẹp quá chừng. Ý hình như chị để đại với đây hả cơ hả? Để muối không? Muối tôm không? Muối tôm không? Chị muốn muối tôm không? Chị có nó rất là ít hạt nha các bạn. Hả? Chị cứ lên nè. Mua về Việt Nam không có hạt thì chứ. Ủa? Nhưng mà ở trong nó giống hình trái tim. Dạ. Yeah. Nhìn kỹ ở trong đây giống như là một cái trái tim nè. Mình nghe trên mạng nhiều người cái ruột nó giống trái tim thì nhưng mà mình mới thấy mình xẻ ra mình thấy giống trái tim nè các bạn. Vậy là đẹp cái này ruby trái tim Việt Nam. Đẹp quá. Ruby siêu để ăn hải sản. Đẹp quá. Thôi cái này mình xẻ lần tư đi. Cho em. Còn cái này là King Kong. Ở King Kong. Ở King Kong này năm nay nắng quá cho nên không bự bằng năm rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ xẻ cái trái này ra luôn. Còn ngọt quá nha. Ngoài hộp. Trời, năm nay nó lại có hộp nhưng mà năm vừa rồi không có. Năm nay không có hộp mà năm nay có hạt là sao ta? Nó có mà nó ít nha các bạn. Nó nằm xung quanh đây nè. Đây. Hay là mình để gần cái cây có hộp. Méo đi lắm nha, hồi năm rồi mình ăn là không có hạt nào luôn đó. Mà có bự không? Bự lắm, bự hơn luôn, nó ngọt luôn. Bây giờ mời chủ nhà trước nè. Thank you chị. Rồi tới tới là bà chị. Cảm ơn. Yeah. Rồi đồng mời anh hàng xóm. Thank you. Rồi em mời ông bà cô chú ăn với em nha. Ổi này là nè, chấm muối vô. Ổi ruby Việt Nam. Ăn thử nha, mời cô nhà nha. Cái nhà chị. Nó thơm hả? Nó ngọt. Nó thơm mà nó ngọt lắm luôn. Thơm. Nó ngọt. Chị ăn ngọt vậy sao chị nói? Ngọt. Nó hơi mềm. Cái trái này là chị chấm rồi đó. Nó thích. Nhưng mà hồi nãy ngoài đó có cái nhánh mình chiết nó còn dính trong đó mình quên nói. Đi ra cho mình chiết nhánh các bạn. Ngọt thiệt ngọt luôn. Này ngọt hả? Ngọt. Mà hơi mềm. Không. Mà ngon. Thơm mùi ổi. Ừ, ngon lắm. Đậm đà. Rồi mời, mời. Cái này là King Kong đó. Mời tới King Kong. Rồi trái anh mới ăn, trái anh mới ăn đó, nó ngọt. Ừ, ngọt hả? Đó, này tới King Kong. Có vậy sao nói lên mọi người biết nên người ta mua. Giống như em review để biết các bạn biết cái giống nào ngon để các bạn trồng các bạn. Bây giờ tới mời các bạn ăn King Kong nha. Mời anh chị. Chua ngọt ngọt. Cái này là chua chua ngọt ngọt. Tại vì em không cắt nước, em mà cắt nước thì nó ngọt. Mình phải cắt nước đó chị. Nhưng mà ổi ăn trái chua chua ngọt ngọt thì mới ngon.
Đây chú chua ngọt ngọt. Chú chua ngọt ngọt. Nếu mà giòn nữa, nếu như các bạn muốn ăn chua ngọt thì các bạn ăn kinh con. Cái này cũng giòn. Còn các bạn thích ruby Việt Nam á ngọt. Còn cái kinh con thì nó chua ngọt. Nó chua với nó ngọt nó nhiều hơn, còn ổi ruby Việt Nam thì nó ngọt. Ngọt rất là ngọt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mời các bạn ăn trái crystal nha các bạn. Trái ổi crystal. Cái crystal này loại khác, anh đang ăn đi, ăn cái loại khác anh mới biết. Cái này hên lắm mới có cái này ăn nè. Bây giờ mời các bạn ăn crystal nha. Rất là giòn nè. Ngon. Mời anh chị nha, mời mọi người. Giòn. Em ăn nãy giờ là em không có chấm cái gì luôn. Không có chấm là để cái mùi của nó. Của nó chính của tự nó nhiên. Luôn á, tự nhiên của nó luôn á. Ngon. Cái tàu ngon. Giòn. Cho ba lại là nãy là ngon nữa. Này nghe nãy cắt nghe rập rập là nó chua ngọt. Cái ở phía tàu này các bạn giống như nó chua ngọt, nhưng mà cái độ chua ngọt của nó hơi ít hơn cái trái kinh cong. Cái trái kinh cong chua chua hơn. Còn cái trái phía tàu này là nó giòn, chua ngọt vừa đủ, còn cái trái kinh cong là chua hơn. Đúng rồi, chua ngọt hơn. Không, cái độ ngọt nó cũng giống vậy mà cái độ chua nó nhiều hơn. Đúng rồi. Rồi bây giờ tới trái nữ hoàng nha các bạn. Mời các bạn ăn nữ hoàng. Thì hôm nay bốn loại ổi rồi, anh đang ăn cho đủ bốn loại luôn đi anh. Em mời các bạn ăn ổi nữ hoàng với em nha. Trong bốn loại chị thích loại nào nhất? Trong bốn loại á thì muốn ăn ngọt nhiều á là ruby Việt Nam. Nó hơi mềm. Nó hơi mềm thôi nhưng mà nó rất là ngọt. Còn cái crystal với cái nữ hoàng á, chị thấy nó cái độ chua độ ngọt nó song sánh với nhau. Còn cái trái kinh tông này thì chua hơn các loại ba loại còn lại các bạn. Cái này chua hơn. Nó chua nhiều hơn. Crystal là giòn nhất. Ừ. Ngon, nói chung ra là nó cũng xem đó. Cái độ ngon của crystal với nữ hoàng nó xem với nhau luôn. Mà còn ngọt á thì ruby Việt Nam ngọt hơn. Rồi, quá ngon luôn. Rồi, thử trái lê đi. Bây giờ tới trái lê nha các bạn. Hồi nãy Lisa nói tên gì cái quên nữa rồi đó. Kiefer. Lê này ăn, người ta nói ăn giống ổi đó, cho nên lần đầu tiên để luôn vỏ đi. Ăn vỏ luôn hả? Chứ nó không. Ủa là ai vậy? Nhưng mà vậy hả? Vỏ nó tốt, vỏ có vitamin C nhiều. Ok, vậy chị sẽ nguyên vỏ. Đi cà nó ăn nguyên vỏ cho tốt nha các bạn. Ồ, trái này nó giòn ghê ha. Quên mình tắt cái kia. Chị. Rồi, dạ em mời các bạn ăn lê nha. Anh chị. Mời mọi người. Ngọt ha. Ngon. Ngon không? Ngon. Cả clip review ổi đến đây em xin dừng. Em cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem video của em. Xin hẹn gặp lại ông bà cô chú clip next time. Thank you. Bye bye.